Mở đầu phim, một chiếc đầu lâu mới lên hình được 3 giây đã bị đạp nát bét bởi một tên khổng lồ. Trời ơi, mạnh quá dị má. Hắn vác theo một ông lão tiên tri mù bị trói hết tay chân và quẳng ông xuống đất trước chúa tể. Tên Marco hỏi ông lão tiên tri vì sao lại lan tin đồn về việc sắp có người đến giải cứu nhóm người của ông lão. Ông lão tiên tri không những không sợ hãi mà còn vô cùng quả quyết rằng lời tiên tri sẽ trở thành hiện thực. Bóng tối đang bao trùm vương quốc Zamtep rồi cũng sẽ biến mất. Người cứu rỗi vương quốc là một người mạnh mẽ và nhân hậu, sinh ra dưới chòm sao sư tử. Anh ta sẽ chiến đấu bằng võ Muay Thái để cứu bọn họ. Tên chúa tể dậm chân một cái, trời đất rung chuyển, màn độc thoại của ông lão kết thúc. Trong rừng sâu, mấy tên lính của Zeha Zaksa đang đuổi theo tướng quân, nhưng anh nhanh chóng hạ gục chúng, không ngờ trời mưa làm anh bị trượt chân, may mắn bám vào được cành cây. Tướng quân ôm con trai mình đi qua cây cầu dây, mấy chục mũi tên nhắm tới anh nhưng là để bắn mấy tên lính đang đuổi theo anh. Phía bên kia cầu đồng đội thắp đuốc để dẫn lối cho anh, nhưng anh nhắc họ mấy tên lính đánh lén. Đằng sau lưng anh, một tên vặn trợn đòi anh viên đá. Anh không chịu nên hai người tỉ thí võ nghệ trên cây cầu. Tướng quân yếu thế hơn tên bặm trợn này, bị đánh lén từ đằng sau, đứa trẻ bị rơi ra và viên đá cũng bị tên bặm trợn kia lấy mất. Anh một tay bắt đứa bé, một tay ném đao vào tên bặm trợn, lấy lại được viên đá. Tướng quân nhìn đứa bé ngủ, mà không chú ý tên bặm trợn lao đến cho một quyền kết thúc anh. Cây cầu bị đứt, tên bặm trợn nhìn tướng quân ôm đứa trẻ và viên đá bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Theo như truyền thuyết và phong tục, vương quốc Zamtep là một đế chế vĩ đại từ xưa, võ Muay Thái và quyền năng của 9 vị thần được sinh ra tại đây. Một ông lão thấy tướng quân Pan và cậu bé trôi giạt vào, may mắn thay cậu bé vẫn sống sót. Vài năm sau, cậu bé trưởng thành, lấy tên là Ot, phi người như Tarzan lên núi để hái la thuốc. Phi mệt quá thì cậu ngồi nghỉ, lấy vỏ sò ra thổi rồi ngủ quên đến sáng hôm sau luôn. Ot hốt hoảng thức dậy, phi chiếc thuyền của mình xuống biển, để con chim giấy chém gió lao đi. Sau đó cậu trèo thuyền qua hang động, về đến làng Knock End, một hòn đảo phía nam ngoài vùng quản lý của Jaxa. Cậu đem những cây thuốc mình hái được ra bán, Pia hết lời. Mở hàng còn chưa được đã bị một thằng nhóc phá đám. Ot liền đuổi theo thằng nhóc, nó vừa chạy vừa lêu lêu. Ot không nhìn đường nên tông phải người khác. Tưởng sắp rớt xuống biển thì không ngờ quần của nó bị móc vào cần câu, sau đó bị ông lão gõ cái cốc lên đầu vì tội chơi khăm người khác. Ot nhìn thấy thầy thì sợ teo, hôm nay cậu đã trễ buổi giảng đạo của thầy rồi. Ot theo thầy về nhà. Tướng Pan thả một bức thư bằng chim ma thuật đi. Ot đi nấu thuốc cho cha, nghi ngờ không biết có ai nhận được thư không mà cha mình thả hoài. Tướng quân Pan biết cậu trễ buổi giảng đạo, nhắc cậu nên tập trung tập Muay Thái và lần sau đừng đến trễ nữa. Ot mới đi mấy đường quyền thì bị thương ở tay, thầy thấy vậy nhưng không cho cậu nghỉ, ra hiệu cho cậu ra tập với mấy quả dừa. Dừa bay tứ tung đập vào người cậu, một lúc sau thì cậu quen với nhịp điệu, né được nhưng ông liền đập dừa mạnh hơn, dừa bay thẳng vào ảnh đại diện, may mà hàng tiền đạo vẫn còn. Ot nằm sụi lơ. Cậu mơ thấy ác mộng về Zamtep chìm trong khói lửa. Ot bật dậy, cha cậu đưa thuốc cho cậu bôi, giải thích vì sao cha cậu bắt cậu tập Muay Thái, vì sao đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Người tìm được hai cha con cậu chính là một đại sư Muay Thái. Ông quyết định dạy cậu dù đã hứa sẽ không nhận thêm học trò nào nữa. Giờ vàng đã điểm. Tướng quân Pan dẫn Ot đến nơi đựng viên đá của 9 vị thần, nhắc lại lời tiên tri của ông lão mù về một huyền thoại Muay Thái, để cứu rỗi vương quốc Zamtep cho cậu nghe. Cũng chính ông đã đánh cắp viên đá từ Zeha Zaksa trước khi bọn quái vật phá hủy nó. Sau đó ông trốn đi, đến làng trống đồng nơi ông gặp cha mẹ ruột của Ot, và họ đã hy sinh để tướng quân Pan và Ot trốn được khỏi nơi đó. OTT nằm mơ thấy cha mẹ mình hàng đêm. Bọn quái vật truy đuổi hai người đến vách đá, sau khi rơi xuống núi thì chân tướng quân Pan không di chuyển được nữa. Ông đã liên lạc với những người chống Zeha Zaksa bằng đồ vật ma thuật, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì. Ot chính là hy vọng cuối cùng để kết thúc chuyện này. Viên đá phải được giao cho hoàng tử đang bị giam trong ngục tù, cho người cứu rỗi theo lời tiên tri, nhưng chỉnh của Ot bây giờ vẫn còn gà. Ot nhìn cha mẹ mình, quyết tâm luyện tập. Thầy thấy Ot chăm chỉ hơn bình thường thì nhe răng cười. Ot cần luyện tập để mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Thầy dẫn Ot vào hang động, thị phạm Muay Thái trên cái cây gỗ, nào là vồ hàm, cú thoi của ngựa, xoáy han ư man, rắn cuộn và cuối cùng là chẻ sọ. Để thành công, Ot phải học cách tập trung và chịu đựng để lĩnh hội kiến thức. Cậu tập luyện liên tục, tay thì đau người thì bị đánh liên tục, nhưng thầy dặn rằng cơ thể thấy đau thôi chứ tinh thần không cảm thấy vậy. Khi tinh thần và cơ thể hợp nhất, cơn đau sẽ chẳng là gì. Một khi cậu mạnh mẽ cả tinh thần và cơ thể, sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm và lòng tin của cậu đủ lớn, viên đá của 9 vị thần sẽ trao cho cậu sức mạnh và giúp cậu vượt qua. Để điều kỳ diệu xảy ra thì cậu phải luôn tin vào nó. Ot bây giờ đã có thể đánh bại thầy, cũng là lúc chú chim 3D xuất hiện gửi tín hiệu cho tướng quân Pan. Người gửi thư ngồi trên thuyền, thắc mắc vì sao tướng quân Pan đến được tận đây. Ot đi đánh cá về, nghe được cuộc hội thoại về sự hy sinh của quân mình tại núi Trạng Vạng. Ông ta vô tình đi vào doanh trại bị tàn phá, nên mới nhận được tín hiệu của tướng quân Pan. Nay ông ta đến để nhờ tướng quân Pan làm chỉ huy. Thế nhưng vì không thể tự đi được, tướng quân đành nhường quyền chỉ huy lại cho ông ta.
Hai người nói với Ott, cậu không biết thế nào là chiến tranh và cái chết, vậy nên hãy để binh lính của ông ta thực hiện sứ mệnh cao cả này. Sau đó người đàn ông hỏi xin tướng Pan về viên đá, nhưng tướng Pan vẫn đợi tín hiệu từ người khác, khi nào có quân tiếp viện sẽ giao viên đá cho ông ta. Ott suy nghĩ về chuyện lúc nãy, không biết mình nên làm gì. Thầy cậu đưa cho cậu con mực để ăn, không phải đưa kiểu bình thường mà đưa kiểu Muay Thái. Sau đó cậu thấy người đàn ông thắp pháo sáng lên, tuy bị phát hiện nhưng ông ta vẫn bắn nó, báo hiệu cho đội quân Zeha rách xa. Ngay lập tức chúng bắn mấy quả chòi về phía ngôi làng, từ trong đó nở ra mấy tên yêu quái. Ngôi làng rơi vào tình thế hỗn loạn. Mấy tên yêu quái nghe lệnh người đàn ông, tiến về phía Ott và thầy. Đại sư Muay Thái một phát một đã đo ván hai tên, ra hiệu cho Ott chạy về nhà với cha. Tên yêu quái đã tìm ra ông trước, nhưng mới đưa chùy lên dọa thì Ott đã chạy về kịp. Hai bên xông vào, nhưng tên yêu quái này có vẻ cứng hơn cả mấy thanh gỗ mà cậu hay luyện tập. Càng ngày lũ yêu quái càng đông. Tướng Pan chất vấn ông ta sao chơi gì mà chơi xấu, chơi phản bội. Nhưng thời thế đã thay đổi, ai cũng phải tự lo để sống sót. Đúng là đã xấu còn đóng vai ác. Tướng Pan không chịu giao đá, mấy tên yêu quái liền xông vào đánh. Tuy vẫn chống nạng nhưng ông đánh đấm vẫn ngon lành lắm. Ott lần đầu ra quân nên còn ngơ ngác, thầy phải chạy đến hỗ trợ cậu. Ba người đánh gần hết số yêu quái, tên phản bội kia cũng sợ theo. Tướng quân chuẩn bị kết thúc vai diễn của hắn, thì gặp lại người yêu cũ, à nhầm, kẻ thù cũ. Một nhát đấm thôi cũng khiến ông nội thương. Trong lúc thầy đang giữ chân hắn, tướng Pan nói Ott cầm đá chạy lẹ. Tuy không muốn bỏ lại ai, nhưng vì là niềm hy vọng duy nhất, Ott đành cầm đá chạy, còn thầy cố gắng cầm chân tên quỷ đen. Ott cầm lấy thuyền nhảy xuống vực, ngôi làng bị đốt cháy, dân làng bị bắt nhốt. Ott lạc trôi vào bờ biển, hận viên đá vì làm bao nhiêu người chết nên quăng viên đá đi. U là trời, một phút bốc đồng cả đời hối hận nha anh dai. Viên đá cũng đồng tình nên phát sáng dưới biển. Ott tỉnh ngộ, xuống tóc, nhặt lại viên đá, chuẩn bị một diện mạo mới để đánh giặc. Tên phản bội làm hỏng chuyện nên bị ăn nguyên nồi lừa. Zeha rách xa ra lệnh cho quỷ đen tìm Ott về. Ott lưu lạc đến Mikovan, một thành phố cảng không lệ thuộc rách xa, ngồi gặm đùi gà. Ott hỏi ông chủ tiệm đi đường nào nhanh nhất để đến Lamtep. Ông chủ nổi giận, có bị điên không mà đến đó. Có ai đó đang theo dõi Ott, nhìn cái túi trên lưng anh. Ott không bỏ cuộc, gặp ai cũng hỏi, nhưng ai cũng đuổi anh đi. Trên đường Ott gặp mấy tên yêu quái đang chọc gái, Ott liền quẹo đường tắt. Một con khỉ đã lấy cắp viên đá, Ott liền đuổi theo. Băng qua biết bao toàn nhà, cuối cùng Ott cũng không đuổi kịp. Có bàn tay thỏ ra bắt con khỉ đi, Ott liền chạy theo, hắn nhảy lên thuyền, Ott cũng lên luôn. Trên thuyền, con quỷ kia đang bắt giữ một cô gái muốn đem cô đi bán. Cô đã nhìn thấy Ott. Ott đi xung quanh thám thính tình hình, thấy con khỉ cùng ông da đỏ kia đang giành viên đá. Ott xông ra làm anh hùng cứu con khỉ. Ông da đỏ tên Asura còn ngạc nhiên hỏi con khỉ Ott đến từ đâu, con khỉ tên Vater cũng không biết. Cuối cùng nó hét lên cho hai người dừng lại, hai người cùng lúc đấm vào mặt nhau. Ott vẫn xông lên nhưng Vater đã cản anh lại, không cho đánh bạn mình. Ott ngạc nhiên vì bạn bè gì đánh nhau giành đồ ăn. Qua một hồi cũng hiểu Asura thực chất là rách xa nhưng phản bội tên chúa tể nên bị truy đuổi. Trong lúc mở đường cho cả hai chạy thoát thì Vater lại đi ăn trộm, nên Asura bực mình mới đưa Vater đi trốn mà lại trốn lên đúng thuyền của rách xa. Cãi nhau hăng máu không biết tên yêu quái kia đã kéo anh em đến xem. Hóa ra con khỉ này chính là hoàng tử của quốc hầu. Đám yêu quái xông vào, Asura thấy Ott đánh bằng võ đã thất truyền từ lâu, còn Ott thắc mắc sao ông ta lại phản bội Zeha rách xa. Vater nổi quạo, đang đánh nhau mà nói hoài, Ott liền đòi lại viên đá của mình. Hoàng tử gì mà đi ăn trộm là sao? Đám quỷ kéo đến càng đông, Asura chốt đinh với Ott xử lý xong bọn quỷ sẽ trả lại viên đá. Ott lên mạn thuyền, đang trốn thì nhắc cô gái im lặng, cô ta cười một cái rồi hét lên. Nhân lúc đám quỷ đuổi Ott thì lấy ra cây châm sau gáy. Trên mạn thuyền có 20 tên, con khỉ chia cho Ott 10 tên, Asura 10 tên, còn mình lên cột đợi. Hảo bằng hữu, nói chứ ai làm vậy, và ta cũng hạ được vài tên. Đang căng thẳng thì tự nhiên cô gái lên sàn đi cắt quắc. Nhìn vậy chứ cũng chị đại under cắt đồ. Cô ra hiệu, một con đại bàng lao đến đưa đồ cho cô, từ trong đám mây xuất hiện một con thuyền khác. Người bên đó nhảy qua đây để giúp cô gái A cơ thuyền trưởng. Tên yêu quái chạy lên hù dọa, bị cô bắn một cái. Hắn bực mình thả yêu quái size XXL ra, chưa ra oai được một giây thì bay màu. Yêu quái này chắc là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao chấp hết, ai hắn cũng đánh. Ba người thấy thế sự không ổn thì nhảy lên cái lồng để trốn, còn một mình cô thuyền trưởng solo. Ott thấy không ổn nên lao vào giúp bằng cú lên gối ngay mặt. Sau đó bị tên khổng lồ bắt được, cô thuyền trưởng bắn hắn một phát để đánh lạc hướng. Trong lúc hắn đang tới gần thuyền trưởng, Ott nhảy ra giúp đỡ, đột nhiên viên đá sáng lên, trở thành đôi găng tay thép bút sức mạnh để Ott đánh tên khổng lồ. Sau cùng chốt hạ bằng cú chè sọ nhìn là thấy thốn. Xong việc viên đá trở về như cũ, Ott cũng xỉu theo. Asura đưa tay đỡ thuyền trưởng và Ott lên tàu. Quỷ đen lần theo dấu vết đến xác con tàu này đã tan nát, biết được Ott đã lên con tàu không tặc của thuyền trưởng Min. Hắn liền cưỡi rồng truy đuổi. Ott, Vata và Asura bị nhốt lại. Vata thắc mắc vì sao Ott lại có được vũ khí như vậy.
Asura liền giải thích cho Ot, đó là vũ khí được tạo nên từ vì sao, nằm trong tay của bậc thầy Muay Thái thì quyền năng của anh ta sẽ trở nên vô hạn. Người nào có ý chí mạnh mẽ và trái tim nhân hậu sẽ nhận được sức mạnh thứ 9, đó là sức mạnh của viên đá 9 vị thần. Người nào sở hữu tất cả sẽ có sức mạnh giải phóng người dân giam tép khỏi bóng tối. Hoàng tử Vata cũng ôm mộng lật đổ Jehazak ra để giải thoát cho dân của mình, nhưng rất tiếc chú không có hào quang nam chính, không dùng được. Asura cũng tiết lộ lý do mình phản bội Jehazak ra. Ông từng phục tùng hắn, nhưng việc ông yêu một cô gái người thường khiến ông bị trục xuất. Ông quyết tâm phải quay lại giam tép để cứu người yêu. Vata thấy thương cho số phận của ông, nên cho phép ông làm người hầu hoàng gia của mình. Sau đó hai người quay lại hỏi sao Ot nhà quê vậy mà có được viên đá này. Ot kể ra lý do mình phải đến giam tép. Vata cảm động thu nhận luôn Ot. Thuyền trưởng tên Giao Lan cầm viên đá đến, nói rằng cuộc chiến của ba người không liên quan đến cô có thể dùng viên đá để đổi lấy người anh trai đang bị giam cầm. Nhưng Asura biết rõ Jehazaksa, hắn sẽ không bao giờ chịu thương lượng. Giao Lan liền trả lại viên đá cho Ot, nhập hội cùng ba người. Đội quân Jaxa dùng đòn tra tấn để người dân khai ra ai là thái tử. Jehazaksa thấy rắc rối vãi, giết hết cho nhanh. Nhưng tên ma cô này sáng suốt, nhắc hắn về việc chòm sao sư tử sẽ xuất hiện trong 5 tuần trăng nữa. Câu tiên tri lần nữa ứng nghiệm, nên phải đem hoàng tử đi hiến tế để Jehazaksa trở nên bất tử, không vũ khí nào làm lại hắn nữa. Nhưng Jehazaksa mặc kệ, chấp mấy trăm tên Muay Thái cũng được. Chú dám nghi ngờ sức mạnh của anh là anh cho bay màu đấy. Tuy nhiên Jehazaksa cũng đe dọa để thái tử ra mặt. Thái tử cũng muốn lên lắm rồi nhưng thuộc hạ cản lại. Cuối cùng thái tử đứng lên nhận, nhưng kéo theo đó ai cũng nhận mình là thái tử. Jehazaksa cùng đồng bọn hoang mang, không biết đâu là hàng Ot đâu hàng pha ke. Nửa đêm thuyền trưởng không ngủ mà đi chơi đàn tranh, Ot cũng lấy kèn ra bẻ theo. Hai người tâm sự mỏng được chút xíu thì có động, Asura liền bật dậy kéo theo Vata. Quỷ đen xuất hiện, con rồng cấu vào quả cầu làm nó bị thủng kéo theo cả con thuyền xuống. Vata suýt rơi, Sion Lan nhanh chóng mở quả cầu phụ để kéo thuyền lên. Tên yêu quái kia tưởng bay màu rồi giờ lại thấy đến, chỉ huy ba con tàu tấn công thuyền của Giao Lan. Quỷ đen lao vào đấu với ba người, có hai người thôi Vata ngủ mất tiêu. Không cầm cự được, Giao Lan quyết định cho tàu anh qua núi, tên ngọn núi là Tuyệt Vọng. Vata sảng hồn bật dậy đánh đấm, từ đâu có thêm hai cái tay thép nhìn VIP Pro. Ot solo với quỷ đen, Giao Lan bắn một phát rớt cái mặt nạ, hóa ra tên này hay xuất hiện trong giấc mơ của Ot. Quỷ đen hạ được Ot, lấy viên ngọc. Đến núi Tuyệt Vọng, Giao Lan cua hơi gắt nên mọi người té ra ngoài. Ot nhân tiện đạp quỷ đen để lấy lại viên đá. Cuối cùng cũng qua núi được. Quỷ đen phóng rồng đến lật luôn con thuyền, rơi xuống đất nát bét. May mà viên đá vẫn còn đây, quỷ đen lao tới thụ cho một phát. Hóa ra trước khi có giam tép, đây là vùng đất của quỷ đen này. Từ khi người dân đến khai phá rồi xây dựng nhà cửa, làng mạc, anh em của quỷ đen cũng bị đốt cháy. Càng giận dữ quỷ đen càng ấn sâu hơn, viên đá phát sáng tiếp sức mạnh cho Ot. Siêu nhân biến hình, ra. Hai bên ngang tài ngang sức, nhưng hào quang nam chính vẫn chiến thắng. Quỷ đen bị đánh hạ. Ot cũng đem sự căm thù của mình ra để kết thúc hắn, nhưng viên đá đã ngăn Ot lại. Lòng căm thù sẽ sinh ra lòng căm thù, và nó tạo ra một vòng đen tối. Dưới ánh sáng của Phật, Ot đã ngộ ra chân lý. Quỷ đen xin được hết vai nhưng Ot từ chối, cho quỷ đen sống trong yên bình từ con số 0. Quỷ đen nói cho Ot biết 3 đêm nữa khi chòm sao sư tử xuất hiện, những ai sinh ra dưới chòm sao này đều sẽ bị hiến tế cho vị thần cổ đại. Sau khi hối thúc Ot đi lẹ, quỷ đen cũng cưỡi rồng bay đi. Con tàu sửa lâu quá nên nhóm quyết định đi bộ cho nhanh, nhưng biên giới đều đang bị đội quân rách xa canh giữ, nên không biết lẻn vào cung bằng cách nào. Cha Ot từng nói có một đường hầm dẫn vào cung điện, tại làng trống đồng nơi Ot sinh ra. Ok, let's go. Băng qua rừng, băng qua mỏm đá, Ot và Siolin cũng liếc mắt đưa tình, cuối cùng cũng đến được làng trống đồng ở ngoại ô của thủ đô Giam Tép. Lối vào đâu đó quanh mấy cái trống đồng này. Ot ghép lại hoàn chỉnh cái trống, đấm một cái, đường hầm tự mở ra, trước khi vào Ot còn cúi đầu trước tượng của cha mẹ mình. Hoàng tử của Giam Tép cuối cùng bị đưa lên sàn. Ba tên đang chơi bài với nhau thì bị nhóm của Ot đánh bay. Sau đó bọn họ nhìn thấy đường đi xuống hầm. Còn chưa biết xuống bằng cách nào thì thấy tên yêu quái đánh hoài không chết, bọn họ quyết định cosplay để xuống. Thang rừng, tên phản bội cũng xuống chung. Hắn thấy Ot nhìn quen quen, sau lại qua gạ Siolin. Ot nắm chặt nắm đấm, đẩy than đi theo tên phản bội tới nơi hoàng tử bị treo lên. Mọi người dường như đang bị thôi miên. Tên phản bội đột nhiên dừng lại, nhận ra hình xăm của Ot. Ot lên gối hạ gục hắn, tên ma cô bực mình vì bị phá đám, cho lính xuống. Ot lên cứu hoàng tử, để ba người còn lại yểm trợ. Mấy tên khổng lồ cũng xông vào nhưng súng đạn và bàn tay thép đã ngăn chúng lại. Một tên rớt vào chỗ điều khiển làm hoàng tử cách chảo lửa gần hơn mấy phân. Asura bồi thêm phát nữa cho rớt thêm, và tờ quăng hai con dao cho rớt xuống thật luôn. Lúc này Ot liền bay ra cứu được hoàng tử. Tên ma cô đang thì thầm gì đó, còn Ot dâng đá lên cho hoàng tử. Tất cả chỉ là cái bẫy. Jehazaksa đã biến thành hoàng tử, dựng bẫy để Ot giao viên đá cho hắn. Vata lao vào hắn, dùng miếng trưởng mạnh nhất của mình nhưng nhanh chóng thất bại. Asura cũng lao tới nhưng không làm gì được hắn.
Jehazaxa chính là anh trai của Asura. Cả nhóm bị bắt nhốt, nhìn viên đá bị lửa thiêu. Không một lời tiên tri nào ứng nghiệm. Jehazaxa cho Asura vào, trách ông vì phản bội lại anh trai mình. Sau đó cho Asura một lựa chọn, cứu người yêu hay bạn bè. Asura không thể lựa chọn, Jehazaxa liền chọn dùng em trai luôn. Asura quyết định từ mặt anh trai mình. Jehazaxa đấm cho Asura muốn hóa kiếp luôn. Trong khi huynh đệ đang tương tàn, Ot cố gắng tới cạnh viên đá. Jehazaxa tính ra ngăn nhưng quỷ đen đã đến giải thoát cho Ot. Bé rồng bị gục, quỷ đen lao tới đánh nhưng Jehazaxa nhanh như quỷ vậy, thoát cái nắm được cổ quỷ đen. Ot lấy được viên đá thì quỷ đen cũng gục. Hai bên đưa nắm đấm vào nhau, Ot bay đi đâu mất tiêu. Viên đá cũng bị vỡ. Vata và Siolin bị kéo ra ngoài phanh thây. Chòm sau sư tử xuất hiện, độ thêm một kiếp cho Ot. Ot thủ thế nhìn Jehazaxa, chưa gì đã bị đánh tiếp, bị Jehazaxa nắm đầu nhưng Ot đã bẻ ngón tay hắn ra rồi đánh lại. Hai bên so tài cao thấp, Jehazaxa sợ thua nên nói Ot khuất phục lẹ đi rồi tha cho. Sau đó triệu hồi một thanh đao từ ngọn lửa địa ngục. Giao Linh nhanh chóng cởi trói cho mình và Vater. Jehazaxa chém tứ tung, cuối cùng cũng chém trúng Ot. Ot văng tới chỗ của tên Marco. Jehazaxa cho một quyền khiến đàn em thân cận đi luôn. Sức mạnh từ viên đá hóa thành bộ giáp cho Ot đánh trực diện Jehazaxa. Đang đánh nhau thì không nói chuyện, Jehazaxa không làm theo nên bị Ot cho một đòn bay ra quốc lộ. Jehazaxa quay độ liền hóa thành khổng lồ đe dọa thiêu hết đất nước này luôn. Ot dùng quyền năng của 9 vị thần cho Jehazaxa biết thế nào là lễ hội. Ot di chuyển nhanh quá, Jehazaxa nhìn theo không kịp, nên phun lửa vừa ai ngờ toàn trúng quân mình. Giống như ngày xưa đấu với thanh gỗ, Ot cũng đánh y chang, nhớ tới người thân của mình Ot làm nhát cuối trẻ sọ hết bài. Từ khắp mọi nơi đều thấy cột lửa báo hiệu chiến thắng. Cuối cùng bình yên đã trở lại. Jehazaxa bị giam cầm trong ngục tù. Asura trở thành thủ lĩnh mới của Jaxa. Giao Lan cứu anh trai ra khỏi ngục rồi rời đi không một dấu vết. Quốc hầu được tái sinh, Ot làm thầy dạy võ Muay Thái cho quân đội nhưng vẫn nhớ quê nhà mình. Sau nhiều năm phục vụ, Ot trở về hòn đảo Nok Aen sống cuộc sống yên tĩnh và yên bình. Quỷ đen cũng về theo làm ngư dân. Ot leo lên đỉnh núi thổi sáo, thì Siolin xuất hiện cùng anh trai trên con tàu của mình. Các bạn thấy đấy, dù chúng ta làm bất cứ việc gì dù cho có khó khăn đến đâu, nhưng nếu ta có lòng tin và sự cố gắng thì mọi chuyện, dù nhanh hay chậm vẫn sẽ thành công. Phim đến đây là hết rồi.